xong người bị một cái tính là nghĩ nhiều, nghĩ cực kỳ nhiều luôn. Là khi mà em bắt đầu tìm hiểu ai đó thôi là em với người đó đã quen nhau được rất nhiều năm và đang đi đến cái đoạn cuối rồi đó. Mình sẽ vẽ ra 1001 cái kịch bản cho cái người đó, mặc dù là nó chỉ đang ở mức là tìm hiểu nhau á. Cái tình yêu của em bây giờ so với em của 5 năm trước nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Tại vì em đã là một phiên bản hoàn hảo hơn so với lúc trước rồi. Nên là cái yêu cầu của em dành cho tình yêu nó không đơn thuần là tình yêu nữa. Nó phải có thêm những cái yếu tố khác. Theo hai bạn, ranh giới trong tình yêu nghĩa là gì? Nói vậy thôi, em nói là em yêu cuồng nhiệt, em kiểu em rất là enjoy cái không gian mà có cả hai đứa cùng tồn tại với nhau. Nhưng thật ra em là đứa cái yêu cầu về không gian riêng của em cực kỳ cao luôn. Cái ranh giới quan trọng nhất của em đó chính là sự chung thủy. Đối với ranh giới về mặt cảm xúc á, thì em nghĩ là đa phần con gái thì cái quan trọng đó chính là về cảm giác an toàn cũng như là sự chăm sóc của người yêu dành cho mình. Cái ranh giới như thế nào khi mà mình yêu một ai đó để mà cái việc mình đặt ranh giới nó trở nên nó tinh tế, đúng không? Nó không khiến cho người ta cảm thấy là mình đang đòi hỏi, mình đang thử thách, mình đang đặt ra một cái bức tường rào để mà thôi mày khỏi yêu tao đi. Không có bị mình bị vượt quá giới hạn mà làm nhau đau thôi. Chứ thật ra là cái việc đặt ra ranh giới trong một quan hệ em thấy nó là nó nên. Song Ngư là rất biết lắng nghe. Đúng rồi. Song Ngư rất là ngoan ngoãn nghe lời. Cái mắt anh cứ cần dạy đây là em nghe hết á. Trong 3 cái lần hẹn hò đầu tiên á, ý là cái quy tắc của em đặt ra thôi là em phải trả được một trong 3 lần đó, 3 lần đầu tiên. Tại vì nếu mà để cho người đàn ông trả hết á thì người ta sẽ cảm thấy là con bé này giống như là đào mỏ, gold digger gì đó. Cái việc đặt ra ranh giới nó không phải là một cái rào cản cho hai người, mà là một cái cơ hội để cho cả hai hiểu được và cho nhau cái cơ hội cảm thấy mình và đối phương tôn trọng nhau. Và một thời gian sau á, ranh giới nó sẽ thay đổi, chúng ta sẽ thay đổi.